Happy birthday to Kun. Happy birthday to Kun. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Kun. Một giây trước thì phía bên phải là hình con Kun và bây giờ nó biến thành dĩa heo quay. Chịu nổi không? Trời ơi, cái bánh đẹp ghê luôn nè. Bánh cũng lạ mắt á, nhìn cũng được, duyệt. Xong chưa? Xong. Bây giờ chị mới đốt nè, đốt làm sao? Em lên Google nó sạc cái cách không có bông bắn sao? Cái đầu kia là cái gì chị? Đầu này như nhựa. Nhưng phải mở cái nhựa này ra. Không phải đâu. Mua mà không hỏi. Cái này là cắm xuống dây nè. À cái này là cắm vô bánh nè. À cắm vô bánh trong đốt. Xong rồi đốt vào đây nè. Đây nè. Đây à. Đập bỏ bể cái này ra không? Móc cái này ra không? Móc vào. Lấy cái nó quẹt. Để nó có cái này có móc không? Hay là dạ. Thế đốt thôi. Ok. Cho nó cháy rồi mới cầm hả? Cầm chứ đâu có để ăn bánh. Cầm đi. Chị cầm thì vui thôi chứ có mình chị cầm mà. Cắm vô bánh làm gì? Dạ được rồi ngồi ngay xe đi. Rồi. Cái cây của nó dài hơn cây của chị. Cây của chị nó mũi là đốt nhanh lắm. Rồi lui ra xíu. Đó, tự chơi mình. Đốt vô xe đi. Làm sao đốt vô xe được? Hôm nay tự nhiên đi làm về chưa xách về một đống đồ luôn. Bắt mình chơi đồ trẻ con. Buổi tối mới đẹp. Buổi tối mới đẹp, ban ngày không có đẹp. Hết rồi đó. Hết rồi hả? Vậy đó. Lần đầu tiên em chơi pháo bông. Biết vậy mua thêm vài cây hả? Lần đầu tiên có kinh nghiệm. Lần đầu tiên chơi pháo bông chưa kịp ngỡ ngàng nó hết bà nó rồi. Trời ơi, đúng là thiệt. Tuổi thơ, cái gì gọi là cái gì? Tuổi thơ bất hạnh. Chịu nổi không? À, nghĩ sao mà gần nửa trăm tuổi rồi mà nó còn cho mình chơi khu gấu bông. Nói nó là sao lại mua con gấu bông này. Nó bảo thấy hay quay YouTube cứ lấy mấy con gấu bông của nó làm đạo cụ. Cho nên nó sắm cho con nè. Chịu nổi không? Người ta tuổi con rồng nó mua con chó. Người ta tuổi con rồng mà nó mua con chó. Xong cuối cùng mình về mình phát hiện ra một điều. Ai, con chó này nó bị lủng lỗ nè. Một lỗ. Trời ơi, chưa hết nữa. Kế bên ông này thêm cái lỗ nữa nè. Trời ơi, đưa cho con chó bị thương. Chịu nói đưa cho cái con mắc mờ này đi mua đồ. Mua làm sao mà dính ngay con chó bị thương. Dễ thương quá. Trời ơi, chịu không nổi luôn. Này, tại sao lại có cái sự thích con chó? Là bởi vì ngày xưa nickname của mình là cúng con. Hồi xưa là cúng con thôi, chứ bây giờ nó thành cúng mập rồi. À, vô. Nhảy qua đây, nhảy qua đây, nhảy qua đây. Đấy, ngồi lú lú cái đầu vô tí thôi được rồi. Hôm nay mới có thứ mấy à? Hôm nay thứ ba. Cái này thứ ba đâu có được nghỉ đâu. Ê, buổi trưa hỏi ăn gì, cái nó thôi không ăn gì đâu. Giờ mập rồi, không muốn ăn gì hết á. Muốn giảm cân. Một hai thôi để mua gì về cho ăn. Đâu có kêu mua bánh đâu, tự mua đó. Tự xách bánh về đó, đâu biết là mua bánh đâu. Tại vì mà mình không có thích ăn bánh kem. Nói thiệt đâu là không thích ăn bánh kem. Nhìn nó đẹp đẹp vậy thôi, nó ăn nó ngán lắm. Đó. Nên là năm nay không có thích ăn cái gì hết á. Tối giản. Không có muốn bày biện gì hết á. Cùng anh sách cho cái gì đây, heo quay bánh hỏi hả? Thôi ăn đỡ vậy. Sáng bảo
chưa về đừng có nấu cơm, mua gì ăn. Cái mình nói thèm ăn bánh mì, mua cho tao ổ bánh mì thịt được rồi. Hắn không chịu, cuối cùng ép ăn. Buổi trưa đâu có nhiều món ăn mua đâu, chủ yếu là mấy cái món này thôi, chứ thích ăn ốc á. Mà tối nay hắn đi dạy. Thôi bình thường mà nó đi dạy ở nhà tôi ăn cháo, đạo cháo. Cái này nó đắp thêm á, cái bắt đầu là có nguyên cái tròn tròn nó thôi. Miếng sô cô la, Tao có kem luôn nè. miếng sô cô la cứng đó, xong nó dán cái kem vô cho nó dính đó. Sáng dậy tập thể dục á, đu dây để kéo giãn cột sống. Hắn xuống hắn nói gì câu gì quên rồi, Mới để em cũng đủ chịu. mới đẻ mà quậy dữ, leo trèo tùm lum. Họ cho xíu đồ Đụng nó kêu. Tự nhiên hôm nay thèm ăn bánh mì. Cái mua bánh mì, con về mua bánh mì đi khỏi nấu cơm. Hắn nói, thôi, cho ăn bánh mì xong bắt đầu lên bóc phốt. Bảo bỏ đói. Nó nói bánh mì ngày nào ăn không được. À, vậy mà ngày này nó ăn nó không cho. Lâu rồi đâu ăn bánh mì đâu, hình như từ Tết đến giờ đó. Đâu ăn đâu, từ Tết giờ có đi mua bánh mì ăn bao giờ? Hèn chi thấy thèm bánh mì. Heo quay bánh hỏi. Con rồng thì mua con chó, xong lại cho ăn heo quay, không có liên quan gì đó. Con chó mập nhìn giống con heo. Tại vì nó đi làm không có muốn bày ra. Cũng ráng buổi trưa về ăn cơm chung. Cảm động. Cay rớt nước mắt luôn. Làm gì có cây. Thì cảm động á. Nó nói thôi, năm có lần cho ăn bánh mì xong rồi lên bóc phốt ca tụng. Sao nó hiểu ý mình thế. Dự định là ăn bánh mì để than khổ. gọi là tối giản, giúp giảm cân. Tính vậy thôi mà ai dễ nó đọc được tim đen của mình luôn. Biết tổng ý đồ nhau luôn. Mắc cười nhất là đi mua cho con cúng thì về bị rách hai lỗ. Mua ban đêm đâu có coi thấy đường đâu. À, nó ở trong bọc hả? Không có cho lựa hả? Không cho lựa hả? À. Nghĩ sao con cún xanh, con cún đẹp tươi vậy mà bị ghẻ, về bị ghẻ hai lỗ.
Tối nay dậy đêm. Chứ không thôi là tối nay đi ăn ốc rồi. Tối nay dậy đến 10 giờ. Chứ thích ăn ốc hơn. Tự nhiên thèm ốc. Heo quay là người ta ăn cho những cái tiệc khai trương. Hôm nay khai sinh còn gì nữa? Nó có chữ khai đúng không? Ừ. Dùng chung bởi nó có chung chữ khai. Ngon. Giờ qua ăn bánh. Rồi giờ thử bánh kem coi ngon lành không nè. Bánh kem nó chỉ có kem thôi. Mình thích ăn cái phần bông lan thôi chứ không thích ăn cái phần kem. Cháy mắt, cháy mắt. Ở ngoài nó làm như là cái rau câu á. Này là kem. Ồ, ăn cái nhân ngon á, cái bên trong ngon á. Cái kem ngán thôi, ở trong nó là dứa. Thơm ngon. Cái ngoài là kem à? Kem. Ăn kem hồi bị bao tử. Nó hay gọi lên xà bông. Ừ, nó ngon. Mát, lạnh luôn. Nhân, nhân ở trong, nhân dứa. Ngon. Tháng này tự nhiên bánh kem ngon rồi ta. Lâu không được ăn. Mấy năm mà không ăn bánh kem á. Với nó làm cũng không có ngọt lắm. Vừa ăn. Ăn nó mát mát. Dẹp hết tự nhiên để cái bó rau. Ăn bánh kem kèm theo rau thơm nước mắm. Trời ơi. Ăn bánh kem mà có rau thơm nước mắm kèm theo luôn. Mắc cười quá đi. Bánh ngon là quất thêm miếng nữa nè. Đặt kỷ lục quốc gia. Xưa giờ chưa bao giờ ăn bánh kem nhiều thế. Đó. Ở đây nó có miếng thanh long. Quất cái miếng này trước đi. Thanh long có gì đâu ăn. Cái cây ăn cũng tốt mà. Một trái một miếng thanh long, một miếng cam. Cam gì mà ngọt ngay à? Cho ăn quả dâu nè, em thích ăn dâu, cho ăn dâu nè. Chị không ăn đi cho đủ bột. Chị không ăn dâu, dâu nó chua. Còn này gì à? Cái gì á? Bánh cái gì? Cái này là bánh thôi, còn cái kia là cái gì? Thô la luôn. Lớp kem ngoài thôi. Chết rồi, ăn cưới không bằng lại mặt rồi. Thắng bự quá hết đâu mà. Chị nói ăn cưới không bằng lại mặt á. Hồi nãy ăn chín thì nhỏ hơn. Giờ lại mặt thì ăn vậy đó. Đó, hết khoảng 1/3 cái bánh rồi đó. Đấy. Ruột bánh bên trong đấy. Đây, cái bánh này ăn cũng vừa ăn. Cho nên mới ăn được nhiều vậy, cái nhân nó ngon. Đúng không? Ừ. Cái lớp kem nó cũng không dày lắm. Quá nho. Cái gì giống sực ngon. Dứa. Không phải dứa. Dứa cho nó sực vậy được. Nho á, nè. Nho khô. Dứa luôn mà. Có nho nữa. Cái sực sực đó là nho đó. Mới đẻ ra đã phải đi lao động kiếm tiền rồi. Sáng mở mắt dậy 5 giờ có một ông quăng qua. Hey, có cái job này làm xong kịp trước 9 giờ tối ngày hôm nay không? Ông hỏi mình còn đang ngủ. Xong ông mở luôn hợp đồng. Thế là dậy thấy có hợp đồng. Quất luôn cho ông 6 giờ sáng xong. Ông hỏi làm 9 giờ tối nay xong không? Mình giao cho ông 6 giờ sáng luôn.
Làm ông làm ông này được trước làm mới làm có lần à? Hôm nay ông quăng tiếp con chó thứ hai á. Mà làm xong không cần kiểm tra luôn. Mình báo quan cát với ông đồng ý thanh toán luôn, chuyển tiền luôn. Trời ơi, khách hàng gì đâu à. Nó trơn tru gì đâu á. Xong cái lúc nhỏ này vừa về tới nơi có một ông khách mối nữa quăng quà. Hey, có chót đây, mới vừa nhận xong chưa kịp làm, giờ ăn xong lại bắt đầu cắm đầu vào làm nè. Đó, có ai mà mới sinh ra là phải lao động liền không? Không có làm không? Ừ, không có la nó dở, bỏ mấy cái cứng cứng đừng ăn. Cái này không ăn. Ăn nó nhạt. Ăn cái bánh kem ngon hơn. Không có la nó nhạt hết à? Sô cô la màu nữa, nhìn phẩm màu là thấy sợ. Mình đâu có quan trọng sinh nhật đâu, hắn cứ bày ra cho mình á. Năm ngoái còn bị ép nhận quà điện thoại, năm nay nó bảo em không biết chị muốn cái gì nữa, mua đồ cho chị khó quá. Ô, ta đâu cần mày mua gì đâu, nhưng mà cũng phải có cái gì đó chứ, làm YouTuber mà lại không có gì. Anh ngồi suy nghĩ cả đêm, anh đi mua cho con gấu, con chó. Chịu nói. Giờ ăn uống cũng không có thèm món gì trơn. Nó bảo gì nè, em chỉ cần mua chỉ vàng cho em là xong rồi, sao mua cái gì cho chị khó quá. Gợi ý. Có vụ mua chỉ vàng là xong rồi. Sinh nhật mà nó làm như đám cưới á. Mua chỉ vàng. Vừa no vừa ngán. Xong rồi, bây giờ ăn xong rồi, bây giờ đi làm. Đi ngủ. Job đang chờ. Có ai mà sinh ra phải đi làm liền giống tôi không?